Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Trận lũ lụt số 5 năm 2022 xảy ra trên sông Tây Giang và sẽ vẫn có mưa to đến rất to ở phía đông bắc Quý Châu trong 5 ngày tới. Trong 24 giờ qua, mưa ở Quảng Tây chủ yếu rơi xuống các khu vực phía đông bắc Quảng Tây, mưa to hoặc mưa to thêm đã xảy ra ở phía bắc Quế Lâm và Liễu Châu. Mực nước của trạm thủy văn Wu Yu, dòng chính của sông Tây Giang đã ngừng xuống và tăng trở lại sau 2 ngày. Lúc 8 giờ sáng nay, mực nước đã dâng lên 20,95 m, vượt quá mực nước cảnh báo 2,45 m. Theo quy định đánh số lũ sông lớn quốc gia của Bộ Tài nguyên nước, con lũ số 5 Siyang năm 2022. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo đợt mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong 5 ngày tới. Dự báo trong 5 ngày tới, lượng mưa lớn ở Quảng Tây vẫn chủ yếu rơi vào các khu vực phía bắc Quảng Tây, còn có mưa to đến rất to trong phần đông bắc của Quảng Tây. Lượng mưa tích lũy ở bắc Quảng Tây phổ biến từ 50-100mm, trong đó 120-250mm ở vùng đông bắc Quảng Tây và hơn 300mm ở một số nơi. Nguy cơ cao xảy ra các thảm họa thứ cấp như lốc xoáy, sạt lở đất, ngập úng đô thị và cần tiếp tục tăng cường công tác phòng thủ đang có hiệu lực. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, tại 5 thị trấn ở huyện Hình An đã có mưa to, 7 quận ở 2 thành phố Quế Lâm và Liễu Châu, mưa lớn ở 19 huyện, quận thuộc 6 thành phố. Kể từ sau quá trình mưa bão 20 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm nay, 415 thị trấn chiếm 33,7%, có lượng mưa tích lũy trên 50mm, trong đó 182 thị trấn chiếm 14,8%, có lượng mưa trên 100mm và hơn 250mm có 23 thị trấn chiếm 1,8%. Hai thành phố, hai quận, huyện và ba thị trấn lớn hơn 400mm và lớn nhất là thị trấn Rongsui Xinfeng với 512mm. Ngoài ra, theo quan trắc thủy văn, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước của các phụ lưu chính và phụ của sông Tương Giang, thượng nguồn sông Quý Giang và sông Lưu Giang đã tăng mạnh và phụ lưu sông Tương Giang, sông Wanxiang và thị trấn Longshui, huyện Tuyền Châu đã ngập lụt gần một tuần trong 20 năm. Trung tâm thủy văn của khu tự trị đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng vào lúc 1 giờ ngày hôm nay, đồng thời kêu gọi các đơn vị liên quan và công chúng ở các khu vực ven sông Quế Lâm, Liễu Châu, Ngô Châu, Hà Châu, He Chi và các thành phố khác tăng cường công tác phòng chống và tránh nguy hiểm kịp thời. Trận lũ lớn nhất trên sông Rao Giang ở Liêu Ninh kể từ khi có dữ liệu đo được. Theo China Daily ngày hôm nay cho biết, vào ngày hôm qua, một nhánh của sông Li Hao ở tỉnh Liêu Ninh mưa xối xả đã đổ xuống dòng sông Rao Giang. Lượng mưa bề mặt trung bình là 65mm và lượng mưa điểm lớn nhất là 180mm tại trạm Fuxin Beduji, bị ảnh hưởng bởi điều mưa lớn. Trận lụt lớn nhất đã xảy ra trên sông Rao Giang kể từ khi dữ liệu đo được có sẵn vào năm 1951. Li Gongjing, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã sắp xếp trước, yêu cầu mọi nỗ lực cần được thực hiện để ngăn chặn đợt mưa lớn này và phòng chống lũ lụt trên sông Li Hao và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng vệ có liên quan. Để đối phó với tình hình lũ lụt ở tỉnh Liêu Ninh, Ủy ban bảo vệ nguồn nước sông Liao của Bộ Tài nguyên nước đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Bốn nhóm công tác của Bộ Tài nguyên nước đang hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt ở tuyến đầu của tỉnh Liêu Ninh. Các đồng chí chịu trách nhiệm chính của tỉnh Liêu Ninh đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với công tác phòng chống lũ lụt. Các đồng chí chịu trách nhiệm chính của chính quyền tỉnh đi tuyến đầu về phòng chống lũ lụt để kiểm tra và hướng dẫn. Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3 vào ngày hôm qua. Chi cục thủy lợi tỉnh tăng cường công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, điều động khoa học các công trình thủy lợi như hồ chứa nước, không khí, cử một số tổ công tác, tổ chuyên gia trực tiếp hướng dẫn các khu vực liên quan khẩn trương tháo gỡ đê ngăn nước, cách thức tiến hành điều tra chi tiết và khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời bố trí trước các đội cứu hộ khẩn cấp và vật tư, tăng cường kiểm tra, bảo vệ bờ bao, kho tàng để tóm sớm, tóm gọn.
chính quyền các địa phương ven sông Rào Giang quyết liệt di dời dân trong vùng bị lũ uy hiếp, tăng cường kiểm tra đê điều, triển khai công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hiện hơn 25.000 người đã được di dời, không có thương vong, công trình chống ngập đang hoạt động bình thường. Suwen, Trạng Giang, Quảng Đông bị lốc xoáy trong 8 phút. Vài ngày trước, làng Yên Lu, thị trấn Quy Di, quận Gushen, thành phố Trạng Giang, Quảng Đông đã trải qua một cơn lốc xoáy kéo dài 8 phút và là một cơn lốc xoáy EF1. Đoạn video trực tiếp được đăng tải trên mạng cho thấy, thời điểm đó trời mưa rất to và gió lớn, các mảnh vỡ trên mặt đất bị gió cuốn lên, nhiều cây lớn bị đổ, ô tô bị cây cối đập nát, mái tôn và các biển quảng cáo bị gió mạnh thổi bay, nơi đây trở nên lộn xộn. Một người dân ở làng Yulu trong đoạn video cho biết trời mới trưa, dân làng đi ăn trưa xong về nhà thì một số mái nhà và biểu hiện bị đổ. Một người dân nữ cho biết họ cách nơi xảy ra lốc xoáy vài trăm mét, ảnh hưởng chính là cạnh đường, một số cây cối tường bao trong thôn bị đổ. Một người dân nữ khác cho biết trong video tin tức Bắc Kinh rằng cơn lốc xoáy đi từ Bắc xuống Nam, từ hướng Kije trung tâm thị trấn tại giao lộ của nông trại Gâu Sinh, trực tiếp băng qua tỉnh lộ của làng Trung Lu và sau đó đến ruộng ở phía Nam bên trong. Dứa và chuối mới trồng, toàn bộ khóm giống đi ngang qua vùng mắt gió đều bị cuốn trôi. Trận lốc xoáy cũng làm hư hỏng một số ngói nhà, đổ cây chuối, sập tường, không ai bị thương. Và ngày hôm nay, Cục Khí tượng Trạng Giang báo cáo rằng một cơn lốc xoáy EF1 đã xảy ra gần Ủy ban thôn Zhonglu của thị trấn Quynji, huyện Gushen, thành phố Trạng Giang từ 12:39 đến 12:47 hôm qua, tổng cộng 8 phút. Trong những tháng gần đây, thời tiết lốc xoáy đã xảy ra ở nhiều nơi ở Quảng Đông. Trước đó, một trận lốc xoáy đã xảy ra ở thị trấn Phụ Dương, huyện Triều An, thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Tấm tôn của nhà máy bị lật tung, các mảnh vỡ của tấm sắt bay khắp bầu trời. Vào chiều ngày thứ Sáu tuần trước, một trận lốc xoáy đã bùng phát gần làng Da Kiu, cộng đồng Diêm Phong, thị trấn Chi San, quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Gió thổi dữ dội và mái tôn của một tòa nhà máy được nâng lên ngay lập tức. Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một trận lốc xoáy đã xảy ra tại Đại Lý, quận Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông. Vào khoảng 7 giờ 30 tối cùng ngày, thị trấn Taiping, Khổng Hua, Quảng Châu đã bị một cơn lốc xoáy. Cư dân địa phương chụp ảnh cơn lốc xoáy phá hủy các thiết bị điện và một số lượng lớn tia lửa điện. Bị ảnh hưởng bởi sự dao động của gió đông, hầu hết nhiệt độ ở Phúc Kiến hôm nay đã tắt. Từ 15 giờ đến 16 giờ có một lượng mưa siêu lớn trong thời gian ngắn là 106,8 mm tại thị trấn Phúc Châu, Michoujangye, cao hơn một nửa cường độ mưa hàng giờ của trận mưa lớn bất thường 720 ở Trịnh Châu vào năm ngoái. Hiện tại đám mây mưa đã phát triển đến khu vực đô thị Phúc Châu và nhiều nơi ở tỉnh Phúc Kiến, bao gồm cả khu vực đô thị Phúc Châu. Phải cẩn thận để không bị ảnh hưởng bởi mưa hàng giờ 1/4 đến một nửa cường độ ở Trịnh Châu. Thưa quý vị, hôm nay bão Dawe chuẩn bị đổ bộ vào Jiangsu, Jiangsu. Nhiệt độ nước biển cao hiếm có, sự tương tác của các cơn bão kép và sự hợp tác của đỉnh cao cận nhiệt đới khiến nó bùng phát ở vĩ độ cao của Hoàng Hải, trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía bắc sông Dương Tử kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dưới ảnh hưởng của phôi bão, đối lưu mạnh nở rộ khắp nơi vào buổi chiều ở ba tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan và Chiết Giang, và nhiệt độ đã giảm đáng kể. Ví dụ, nhiệt độ cao ở Phúc Châu trong hơn 20 ngày liên tục cuối cùng đã bị gián đoạn bởi những cơn dông bão hôm nay. Trong vài ngày tới, do cơn bão phôi pha khắp hướng Tây, mưa gió ở miền Nam Trung Quốc sẽ mạnh dần lên, nên nhiệt độ cao kéo dài sẽ được dập tắt hoàn toàn. Trận mưa lớn cục bộ hôm nay ở phía Tây Thượng Hải rất dữ dội. Lượng mưa ở thị trấn Hô Cao, thành phố Mi Hàng là 84,4 mm trong 1 giờ và Suy Yên là 56 mm trong 30 phút. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra thông báo màu cam cảnh báo mưa bão. Bị ảnh hưởng bởi một đám mây dông nhỏ nhưng cực mạnh, khu vực lân cận Shanghao, Kikao đã hứng chịu một trận mưa xối xả dữ dội với lượng mưa tối đa vượt quá 50 mm trong nửa giờ. Đám mây dông này hầu như không có và lượng mưa tích lũy có thể có mưa bão lớn hoặc thậm chí gần với mưa bão cực lớn. Các bạn ở Songjiang, Kingpu, Kanpin hãy cẩn thận. Lũ lụt ở Kentucky làm 28 người thiệt mạng. Quý vị thân mến, lực lượng cứu hộ đang làm việc từng nhà trong bối cảnh thời tiết xấu đi, họ chuẩn bị cho một nỗ lực lâu dài.
chăm chỉ để tìm kiếm các nạn nhân của trận lũ lụt đã tàn phá miền đông của bang. Thống đốc bang Kentucky cho biết hôm Chủ nhật vừa qua, lũ lụt đã biến đường thành sông, cuốn trôi cầu và cuốn trôi nhà cửa, làm thiệt mạng ít nhất 28 người và một số khu vực trên núi vẫn không thể tiếp cận được. Theo các quan chức của bang, dịch vụ điện thoại di động kém cũng làm phức tạp các nỗ lực cứu hộ. Đây là một trong những trận lũ tàn phá và chết chóc nhất mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử. Trời mưa khi chúng tôi cố gắng giải cứu, thống đốc Andy Bashir nói với NBC Meet the Press. Chúng tôi sẽ đi từng nhà một lần nữa, cố gắng tìm càng nhiều càng tốt. Bashir nói, chúng tôi sẽ làm việc dưới trời mưa, nhưng thời tiết làm phức tạp thêm tình hình. Số người chết trong trận lũ lụt do mưa lớn bắt đầu hôm thứ Tư dự kiến sẽ còn tăng thêm. Bashir cho biết, chúng tôi sẽ tìm thấy các thi thể trong vòng vài tuần. Nhiều người trong số họ đã trôi dạt hàng trăm mét, có thể là một phần tư dặm từ nơi họ biến mất, Bashir nói. Thống đốc đã đi thăm các khu vực bị lũ lụt ở ba quận vào Chủ nhật. Ông cho biết hơn 350 người đang sống tạm thời trong các khu trú ẩn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa của bang. Nước lũ đang rút đã để lại một lớp bụi dày trên đường phố và những đám mây đen đáng ngại báo trước sẽ có nhiều mưa hơn. Một số khu vực ở phía đông Kentucky báo cáo lượng mưa hơn 20cm trong khoảng thời gian 24 giờ. Mực nước tại ngã ba sông Kentucky ở Wisburg đã tăng lên mức đáng kinh ngạc 6m trong vòng vài giờ, cao hơn kỷ lục trước đó là 4,5m. Trung tâm dự báo thời tiết của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng lũ lụt có thể xảy ra trên các vùng rộng lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả miền Trung và miền đông Kentucky vào thứ Hai. Nguy cơ ngập lụt do mưa lớn và dông sẽ tiếp tục kéo dài đến chiều và đầu giờ tối với lượng mưa rất lớn, nó cho biết trong một dự báo. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Kentucky là vùng lũ lụt, cho phép viện trợ liên bang bổ sung cho các nỗ lực phục hồi của tiểu bang và địa phương. Lũ lụt ở phía đông Kentucky là sự kiện mới nhất trong một chuỗi các hiện tượng thời tiết cực đoan mà các nhà khoa học cho rằng đó là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.